Này Nano có bạn đến chơi mà cái lên giống nhưng mà nó không có quấn được. Như là cặp này là ghép với nhau là không thành công đợt này, chờ đợt sau. Con cái thì rất là to con, một con cái rất to con, gần như là to, nhìn như là con đực. Nó ngắn người hơn, thấp hơn một tí thôi. Nano lần này Nano hơi mất sức nhỉ, hơi mất sức quấn cái mà cái không chịu. Mọi người thấy Nano có đẹp trai không? Quá đẹp trai luôn. Đây, con cái này thì nó cũng rất là bám chủ nó. Mấy hôm đầu là đến nó lại nhà là mất 2 ngày nó không ăn. Lại đằng này. Nano ơi. Lại đằng này là nó chạy theo. Ê. Chó nào phải gọi cái là nó phải lại ngay. Đây chó của mình. Còn như con cái kia nó cũng quấn chủ nhưng mà nó là không phải chó của mình. Cho nên là gọi nó không bảo sao. Lúc nào thích thì nó ra nó quấn. Yên. Ngồi yên đấy con. Thơm thơm cái gì. Con này con cái này nó đang muốn về với chủ nó ra. Mau cai nào, mau cai, tên của nó thế đi nhưng mà gọi không bảo sao. Mau cai hay là mai cao. Mai cao. Chủ đặt cho cái tên nghe khó nhớ quá. Cái giống rốt này nó có cái đặc tính là nó ưu tiên một chủ. Ơi ra nuôi. Két. Không ổn. Đây đứa được ra, đứa ở trong. Bình thường mà chủ không ra chơi với lại bọn này thì chúng nó cũng không ổn đâu. Nhưng chủ ra chơi thì chúng nó kiểu nhưng nó cũng muốn ra chơi. Nhưng mà đực với đực thì phải ra riêng, ra chung oánh nhau luôn. Con cái này thể trạng thì tốt. Nano thì đợt này hơi gầy một tí. Nhưng mà hơi gầy một tí thế này cũng tốt. Nó có phối, nó dễ phối. Như con cái này nó được nó ở trên Lào Cai, nó được thả chơi rất là nhiều, đất rộng thả thoải mái. Đấy, nhưng mà nhìn cái bộ chân sau của nó so với con Nano thì nó còn đang không khỏe bằng con Nano đâu. Tức là có thể hiểu là cái bộ chân sau của con chó ấy nó theo cái cấu tạo xương của con chó, nó theo cái cấu tạo xương của từng con. Những cái con mà thể trạng nó to hoặc là cái khớp khung của nó, di truyền của nó không phải là ở các cái tỷ lệ rồi vị trí để mà cho nó có một cái khớp xương khỏe nhất, thì cho dù nuôi ở cái điều kiện tối ưu thì nó cũng đạt đến một mức độ nào đấy thôi. Chứ không phải là con nào mà nuôi được thả nhiều, vận động đầy đủ, thể dục thể thao nó cũng ra được cái con mà cái khung của nó khỏe như con Marvin. Cái đấy nó là vấn đề di truyền, nó là cái tỷ lệ.
tỉ lệ cái khung xương, cái khớp xương, cái vị trí, rất nhiều thứ nó kết hợp à. Nó giống như là mấy cái ông gọi là có năng khiếu chạy ấy. Không phải là ông cứ cao to là ông chạy nhanh, đại khái như thế. Hay là có khi ông béo ông lại chạy nhanh hơn ông to. Ok, thôi rồi, xe đến đón bạn về Lào Cai rồi. Nano đến bây giờ thì là cái khung của nó ok, nó khỏe rồi. Cái lúc bé là cái chân sau của nó cũng không thực sự khỏe. Chân trước thì cái bộ gen của dòng chó nó liên quan đến cái chạy cum nó cực kỳ khỏe. Nhưng chân sau thì Nano là có pha với này cái dòng máu của con Bruno. Bruno thì cái chân sau nó không được khỏe lắm. Tất nhiên là con chó nó to nữa. Nhưng mà bản thân của nó là theo như mình nhận định là cái vị trí bố trí cái khớp xương với này kia nó không tối ưu như kiểu như là bọn con Marvin. Như Nano bây giờ đấy, nhìn cái chân sau là nó vẫn đang khỏe hơn là con cái. Con cái được thả suốt. Và cứ có con nào khi nó đứng và nó đi, chân đi hai hàng là tốt, khỏe. Còn rúm là thì mới là đáng ngại. Ông muốn về với chủ rồi. Kiểu như nó hiểu ấy. Hôm nay là em cái này là hôm nay ở đây đến ngày thứ ba rồi. Nhưng mà cái không quan tâm được. Đực hôm đầu thì có quan tâm cái, nhưng mà cái gầm gừ không chịu. Nay ngày thứ ba rồi, gọi là qua cái đợt chịu của nó rồi. Xác định là qua đợt chịu rồi, cho nó về với chủ đó ta. Hôm nay thì nó quen, nó quen chỗ, nó không lạ nữa rồi. Hai hôm đầu nó lạ chỗ rồi nó bỏ ăn. Này, Nano đấy. Tiễn bạn lên đường. Thôi Nano lại đây đi. Nano ơi, ra đây. Ra đây thôi. Nó đi về với chủ nó rồi. Hỏng đấy, quý giời. Ý, quý bạn thế. Đi ra đây. Nó về với chủ nó mà, không phải đi chơi đâu. Mà không giữ được nó. Hít ngửi tim mùi. Nó về với chủ nó mà. Chứ xuống đây không làm gì, phải để cho về với chủ chứ. Giữ ở lại làm sao được. Ở với nhau mấy ngày rồi không làm gì thôi. Thế Nano muốn vào chuồng nằm chưa? Chơi chán chưa? Này, dáng khung này. Chơi chán chưa? Thanh niên ở bên bụi hoa, hoa hồng hơi đẹp luôn. Ra hít hoa. Hoa đẹp không? Này. Sợ, quá đẹp luôn. Này. Hoa hồng bông hoa nó to này. Ý. Trình độ trồng trọt. Mùa này mà có cái bông hoa như thế này là hơi bị chất lượng đấy. Nano hóng theo. Ê, Nano tưởng đi chơi rồi. Nano, quay lại đây. Ra đây. Nano ơi, ra đây với anh một tí rồi vào chuồng nào. Để cho con khác ra. Đứng hóng. Quấn bạn quá.
bạn ra rồi hóng theo, cầm cái dây thích xích lại hóng theo tiếp. Hey, ra đây, lại đằng này. Ý, ok. Còn mà mình chán không chả buồn chơi hả? Mai ra cho con mai cho con Zora ra chơi cùng Nano nhé. Ok, thế đi, Nano đi vào chuồng đi. Đây, ra chờ trước đi. Dáng hơi bị đẹp luôn, hơi bị đẹp trai luôn. Mọi người thấy Nano có đẹp trai không? Rồi, vào chuồng đi.